Ái Hiền xin gửi lời chào tái ngộ tới quý vị đang đến với chương trình Phóng sự Cộng đồng của Đài Việt TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là buổi chiều ngày thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016, nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại trung tâm tĩnh tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tọa lạc trên đại lộ West Little York. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng tham gia vào Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 18. Và Ái Hiền xin mời quý vị cùng tham gia chương trình này với chúng tôi nhé. Lạy Mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì? Xin giúp con một lòng tin phó thác. Mẹ đã vui hợp tác cứu mang con một đêm. Quý vị, Ái Hiền có dịp hân hạnh được trò chuyện với cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, đại diện cho nhà dòng tĩnh tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại thành phố Houston. Thì thưa cha có thể nào chia sẻ đôi lời để cho quý đồng hương đang theo dõi Đài Việt TV hiểu thêm về những sinh hoạt của nhà dòng, thưa cha? Vâng, trước hết chúng tôi xin có lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả cũng như chào chị Ái Hiền. Hôm nay nhân dịp chúng tôi có cái đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và năm nay là lần thứ 18. Đặc biệt hơn mọi năm là bởi vì dịp này là năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Như quý vị thấy đằng sau lưng của chúng tôi là linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lớn ở phía đằng trước bàn thờ. Đấy thì đây là linh ảnh đã được tạc vẽ vào những thế kỷ đầu và cũng là linh ảnh bị đánh cắp mất đi mất lại rất nhiều lần. Rồi sau này khi tìm lại được vào thế kỷ thứ 18-19 thì Đức Giáo Hoàng đã chính thức trao cái bức linh ảnh này cho nhà dòng Chúa Cứu Thế, vốn là một nhà dòng có lòng yêu mến với Đức Trinh Nữ Maria đặc biệt, để mà bảo quản, để mà gìn giữ và để cổ võ lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria giữa lòng mọi người. Thế cho nên là năm nay là kỷ niệm 150 năm bức linh ảnh này đã được trao cho nhà dòng. Thì chúng tôi mừng cái năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho nên đại hội năm nay không chỉ là một đại hội giống như mọi năm, nhưng năm nay là nó là dịp của năm thánh. Thế cho nên là chúng tôi rất là vui mừng để tổ chức cái tam nhật để kính Đức Trinh Nữ Maria Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đối với dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại của chúng tôi. Và không chỉ là dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại tổ chức những đại hội này, nhưng bởi vì năm thánh cho nên là dòng Chúa Cứu Thế trên khắp cả thế giới đều tổ chức trong cái cuối tuần này, thưa chị. Thì ngoài đại hội Đức Mẹ ra, chúng tôi còn có đại hội lòng thương xót của Thiên Chúa, rồi có những cái buổi gặp gỡ của đại hội bảo trợ là các ân nhân của nhà dòng, rồi có tổ chức lễ minh niên là Tết Ta của chúng ta, rồi tổ chức lễ Noel, lễ Phục Sinh. Nói nôm na là đây là nhà chính của dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Thế cho nên là sinh hoạt nó cũng kể khá nhiều trong mỗi một năm như vậy. Ngoài ra hầu như mỗi một tuần chúng tôi đều có những nhóm tĩnh tâm đến đây cả, thưa chị. Từng hàng năm thì ở dòng Chúa Cứu Thế có tổ chức đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó. Mình nhớ không rõ nhưng khoảng mười mấy lần rồi. Dạ. Nhưng mà lần này lần thứ 18 của nhà dòng tổ chức. Và mỗi một lần tham dự như vậy thì riêng cô cảm giác như thế nào?
giống như để Chúa cho mình có cơ hội để mà mình quay về với Chúa. Nhiều khi công việc bận rộn rồi cuốn hút mình vào trong cái dòng thời gian đó, thì tuy là đi làm nhưng mà cô vẫn ước ao tới cái ngày thì mình được chút xíu thời gian nghỉ, thì mình sẽ đi, trong lòng lúc nào cũng nghĩ như vậy. Đến với Đức Mẹ, thật ra đến với Đức Mẹ nhưng mà đến cho mình. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô chú. Vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV ghi nhận về Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức lần thứ 18 năm nay, năm 2016. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Ái Hiền xin chào, chúc cho quý vị được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Xin chào quý vị.